Chào mừng bạn quay trở lại bằng Lê Sắc Kê YouTube Channel. Vâng, và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi sự kiện Champions League chương 2 vừa được ra mắt trong game Free Mobile. Vâng, bài đầu tiên thì chúng ta có một cái bất ngờ, đó là chúng ta sẽ nhận được 100 điểm cúp nếu các bạn đã từng mua Star Pass của tháng này. Cái này thì những anh em cài chai thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm. Ok, tiếp theo là cái event vòng bảng thì cũng rất là tương tự với cái đợt 1, đó là chúng ta sẽ chơi hai cái siêu game là Easy và Norman. Sau đó thì các bạn sẽ có 6 sao, chúng ta ăn được hai cái thành tựu ở bên phải, và sau đó thì chúng ta sẽ đá cái trận bonus thì nó y chang cái đợt 1 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chơi cái siêu game ở chế độ Norman. Thì cái này nó chỉ khó cái khúc sau thôi, còn khúc đầu thì cũng khá là tương tự với những lần trước chúng ta làm. Đấy, thì như các bạn sẽ thấy là nó đã có thêm những cái vạch kẻ ở giữa và chúng ta không được chạm những vạch này. Ok, thì chúng ta qua khá đơn giản thôi. Sau đó thì cái này thì các bạn phải đi theo kim đồng hồ, không cần trúng cái đồng xu ngay lần đầu tiếp xúc cũng được, chúng ta cứ đi theo kim đồng hồ. Đấy, thế mà các bạn mà đi tùm lum thì nó sẽ đụng cái kim và chúng ta bị trừ điểm. Đó. Đấy, và chúng ta sẽ trở lại câu đầu tiên. Vâng, và chúng ta sẽ được thưởng thêm cái điểm thời gian nữa, và như vậy là chúng ta sẽ được 3 sao. Cũng không quá khó đúng không các bạn? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ sang cái chương tiếp theo là chương những cái trận đấu với máy. Thì cũng y chang cái đợt trước thôi, nó sẽ có 16 trận đấu một tuần. Thì nếu mà các bạn hoàn thành hết cái trận đấu này thì chúng ta sẽ nhận được 50 cúp. Tiếp theo là cái phần đổi thưởng. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái điểm mà chúng ta kiếm được để chúng ta nhận được các phần thưởng ở đây. Và nếu mà các bạn tiêu xài tổng cộng 2.000 điểm cúp, chúng ta sẽ được 300 điểm token tròn. Chúng ta sẽ tiêu xài 2.000 điểm cúp và chúng ta sẽ tốn thêm 1.500 điểm cúp để chúng ta lấy được phi năng. Và cuối cùng là huyền thoại Suker, thì các bạn phải lấy được 4 cầu thủ OBR cao nhất, cũng như là chúng ta bỏ thêm 10.000 điểm cúp. Và nó cũng khá là tương tự y chang cái đợt đầu tiên thôi. Và ở phần cuối cùng, chúng ta có phần sử dụng token tròn để chúng ta đổi các player. Ở đây thì chúng ta có những cầu thủ rất hấp dẫn như là Rosovic, Asabi, Baten, Zuma. Bên này chúng ta có Hazard, Rakitic, Luxor, Rabiot, Stone. Vâng, nói chung là nó y chang cái đợt đầu tiên mà chúng ta chơi. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới phần bảng tính. Thì và do sự kiện này nó y chang cái sự kiện trước nên chúng ta có thể sử dụng lại cái bảng tính của đợt trước. Tuy nhiên lần này thì cái cầu thủ đã đổi khác thôi. Thì như các bạn sẽ thấy là nếu trong ở sự kiện trước thì chúng ta có thể lấy được cầu thủ 89, thì lần này thì nó đã tăng lên là cầu thủ 91, đó là Zapata, tiền đạo của Atalanta, hoặc là Dembele. Vâng, một cầu thủ có tốc độ rất tốt, chắc chắn nó sẽ rất là được sử dụng rất nhiều trong chế độ head to head trong thời gian sắp tới. Vâng, và ngoài ra thì chúng ta còn một số cầu thủ khác mà các bạn quan tâm. Như là ví dụ mà chúng ta muốn lấy cầu thủ 93 OBR thì các bạn phải tốn 17.500 game. Lấy cầu thủ 95 OBR chúng ta mất 30.000 game. Còn ví dụ mà các bạn muốn chúng ta muốn lấy huyền thoại Rio Ferdinand thì các bạn phải tốn 12.500 game. Còn với tiền đạo Suker thì các bạn phải tốn 117.500 game. Cái này thì chắc chắn là chỉ dành cho dân nạp thôi. Còn riêng là huyền thoại Ferdinand thì nếu các bạn chúng ta tích game từ đầu mùa thì chúng ta vẫn có thể lấy được huyền thoại này. Vâng, một bộ chỉ số khá tốt.
Vâng, và vừa rồi mình đã hướng dẫn em chơi sự kiện Champions League phần 2 và nó cũng khá tương tự phần 1 nên là cũng không có xa lạ gì đối với các bạn rồi. Và các bạn nào còn thắc mắc gì thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại những video tiếp theo.